quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được thông qua. Giao ban công tác quản lý báo chí quý 1 năm 2023. Từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 4 năm 2023, tại xã Đắk Song, huyện Đắk Long, Đắk Nông sẽ diễn ra giải vô địch dù lượn quốc gia lần thứ 3 năm 2023. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay. Mùng 5 tháng 4, ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, mùng 5 tháng 4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Quốc gia chủ trì hội nghị tổ chức thẩm định và thông qua quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2050. Sau phần phát biểu của Thứ trưởng Trần Quốc Phương, hội nghị nghe phía ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông giới thiệu quá trình lập quy hoạch những nét chính của quy hoạch tỉnh đắk nông những quan điểm cách làm của đắk nông đã được các đại biểu chuyên gia đánh giá cao về phía bộ kế hoạch đầu tư các chuyên gia tham gia góp ý phản biện quy hoạch đối với tỉnh đắk nông trong đó một số mảng quy hoạch cần được đánh giá có tầm nhìn xa phù hợp với quy hoạch quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế đất nước vùng tây nguyên và của đắk nông thông tin chi tiết hơn về quy hoạch tỉnh đắk nông Mời quý vị và các bạn theo dõi thêm trên báo Đắc Nông Điện Tử. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban công tác quản lý báo chí quý 1 tổ chức vào sáng nay, mùng 5 tháng 4, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bùi Huy Thành yêu cầu các cơ quan báo chí cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương liên quan đến báo chí, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hệ tin truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí đánh giá việc thực hiện quy hoạch phát triển báo chí đến năm 2025. Về phía cơ quan quản lý báo chí thì các đồng chí cũng phải xây dựng cái kế hoạch hết sức là căn cơ, cụ thể rõ ràng. Đặc biệt trong thực hiện các nhiệm vụ đó thì trong đó có một cái nhiệm vụ về chuyển đổi số. Từng bước là xây dựng cái đội ngũ là nhà báo số, phóng viên số vân vân. Để chúng ta thực hiện đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong cái giai đoạn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030 gọi tắt là đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến mục đích, ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của đề án 06 như: ứng dụng VNID, mã QR, 25 dịch vụ công thiết yếu, thẻ căn cước công dân, thiết bị đọc QR code, chip trên thẻ, phương pháp tuyên truyền, thực hiện hướng dẫn người dân triển khai các nội dung đề án 06. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Cuộc thi được chia thành 8 kỳ thi, dự kiến được tổ chức trong tháng 4 năm 2023 đến hết là công dân Việt Nam 23. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Đông. Theo kế hoạch, từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 4 năm 2023, tại xã Đắk Som, huyện Đắk Hở Long, Tỉnh Đắk Đông sẽ diễn ra giải vô địch du lượn quốc gia lần thứ 3 năm 2023. Đây là giải thể thao quốc gia trong chương trình thi đấu thể thao hàng năm, với sự tham gia của các vận động viên dù lượn Việt Nam đang tham gia tập luyện và sinh hoạt thường xuyên tại các câu lạc bộ dù lượn trong cả nước. Để bảo đảm việc tổ chức giải diễn ra thành công, an toàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực làm đầu mối liên kết, phối hợp giữa các sở, ban ngành của tỉnh với các đơn vị liên quan của Trung ương và các đơn vị trong phối hợp tổ chức giải. Chủ trì, phối hợp với công ty cổ phần thể thao và du lịch Khang Lê, công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Phú Cường Tua giết khảo sát, chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác chuyên môn, liên hệ, mời các phi công, các câu lạc bộ du lượn tham gia giải. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4, Năm 2023, đội quản lý thị trường số 2, Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã phát hiện năm vụ kinh doanh hàng hóa là mặt hàng sắt, thép vi phạm về nhãn hàng hóa. Hành vi vi phạm chủ yếu được phát hiện tại các cơ sở là kinh doanh mặt hàng sắt, thép theo quy định phải có nhãn mà không có nhãn hàng hóa theo quy định. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 2 tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo chất lượng cho những công trình xây dựng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.